Chào các bạn, ở bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Layer và Smart Object. Ở phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu Layer. Layer là gì thì các bạn thấy là ở cái bài học hôm trước, để khi mà để tạo ra được cái file là bài 2.psd đây. Khi mà tạo ra được cái bức hình như thế này thì chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian để chọn từng các cái đối tượng, chọn hình người, chọn con khỉ, chọn con sư tử, chọn trái đất để chúng ta ghép vào thành một cái bức tranh như này. Thì khi chúng ta đã tốn thời gian để chọn rồi thì những cái đối tượng này nó sẽ được lưu ở trên một cái người ta gọi là cái layer. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có cái layer, ví dụ như là thầy sẽ tắt hết các cái hình ở đây đi. Ví dụ đầu tiên là layer sa mạc này, layer trái đất, thì khi các cái đối tượng được lưu trên các những cái layer riêng lẻ như vậy, thì nếu mà thầy muốn dùng cái layer trái đất này chẳng hạn, thầy muốn ghép cái trái đất này vào một cái bức hình nào đó, thầy chỉ cần mở cái trái đất này ra, thầy có thể di chuyển nó, thầy không phải tốn thời gian thầy chọn lại nữa. Thì khi mà chúng ta lưu như vậy, nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Thì các cái layer này nó sẽ lưu ở trên cái bảng này gọi là bảng layer. Thì các bạn có thể vào Windows này để chúng ta bật tắt cái bảng này nếu mà nó không xuất hiện. Trong cái bảng này thì ở phía trên này, phần nó có các cái thành phần này. Cái đấy là chính là cái loại, tức là cái phần này nó cho phép chúng ta lọc layer để tìm kiếm. Nếu mà các bạn đây có hàng trăm cái layer thì chúng ta sẽ tìm kiếm theo loại, theo màu sắc, theo tên ở đây để nó lọc ra những cái layer, nó tìm nó sẽ nhanh. Cái phần tiếp theo đó là các cái chế độ hòa trộn. Cái phần thứ ba nữa là cái chế độ khóa lock, tức là cho phép chúng ta khóa lại cái layer, khóa ở từ việc di chuyển, việc tô màu, hoặc là khóa toàn bộ lại layer, không cho phép chúng ta tác động lên layer. Sau đó đến cái phần không gian dành cho layer này. Đây các bạn thì thấy cái không gian ở phía dưới này dành cho layer, ví dụ nó sẽ chứa từng cái layer. Thì ở phía đầu tiên của cái không gian này nó có một cái ô chúng ta tích ở đó, nó hiện cái hình con mắt lên, tức là nó dành cho là việc ẩn hoặc hiện cái layer. Sau đó đến một cái hình đó là biểu tượng của cái nội dung ở trong layer. Sau đó đến tên của layer. Thì đối với một cái file khi mà chúng ta mở ra thì nó sẽ đều có một cái layer gọi là layer background. Ví dụ là vào file chọn open này, các bạn mở một cái file bất kỳ ra, mở cái hình con hồng hạc ra chẳng hạn này, thì nó đều có một cái tên là background này, file này, open này, mở hình người ra chẳng hạn này, nó cũng có một cái là background. Thì cái layer background này, cái layer background này nó sẽ luôn luôn xuất hiện ở trong bất kỳ một cái bức hình nào khi mà các bạn mở ra, và nó sẽ luôn nằm ở cuối cùng. Nếu mà chúng ta có một cái ví dụ chúng ta muốn thêm viết chữ chẳng hạn này, đấy, ví dụ chúng ta viết chữ gì đó lên thì nó sẽ đẩy cái layer background này xuống. Mỗi lần viết chữ nó sẽ, hoặc là chèn một cái hình hoặc là làm gì đó đây, nó sẽ tạo ra một cái layer mới, nó sẽ đẩy cái background này xuống. Đó. Thì mặc định là cái layer background này nó sẽ có một cái khóa đây, khi nó khóa thì chúng ta sẽ không thể để tác động lên nó được. Thì muốn chứ các bạn, ví dụ các bạn muốn sử dụng cái công cụ là mover này để di chuyển nó đi, thì khi chúng ta dùng nó sẽ trên cái layer đang khóa này thì nó sẽ có một cái thông báo lỗi nó hiện ra như này. Thì muốn sử dụng nó thì các bạn cần phải mở khóa cho nó. Để mở khóa cho cái layer này thì các bạn có thể là nháy kép vào đây, sau đó chúng ta chọn ok luôn thì nó sẽ chuyển thành layer không, sau đó chúng ta mới có thể tác động lên nó được. Thì ở cái này không này chúng ta có thể đổi tên nó đi, các bạn nháy vào cái này không thì chúng ta có thể đổi tên nó đi thành hình người chẳng hạn này. Đó. Ví dụ cái này ở trên này chúng ta cũng có thể nháy thành đổi thành nội dung của chữ. Nó giống như ở cái file đây, cái file bài 2 này của các bạn này. Chúng ta có rất là nhiều các layer và cái layer này chúng ta đã đặt tên này. Thì ví dụ như là thầy muốn chọn con đại bàng thì sẽ tìm đến cái layer có tên con đại bàng đấy. Thì khi mà các bạn làm sau này các bạn nên là tạo ra một layer hoặc là di chuyển một layer mới đến thì các bạn nên đặt tên cho nó. Đặt tên như vậy nó sẽ giúp chúng ta dễ tìm và chúng ta sẽ không phải tốn thời gian để ẩn hiện từng layer lên để xem nội dung của nó là gì. Chúng ta nhìn được cái tên này chúng ta sẽ thấy ngay được. Thì đến phần sau thầy sẽ hướng dẫn các bạn các cái thao tác đối với layer, ví dụ như là di chuyển layer, bị xóa layer, con nhóm layer vân vân, thì phần tới thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Phần này chúng ta sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn.